Từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2023, giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, tăng đến 40% và chưa một lần điều chỉnh giảm. Vì thế, người chăn nuôi như gia đình ông Phan Văn Tuấn ở xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hiện nay, giá thức ăn chăn nuôi giảm hơn 10%, ông Tuấn cũng thấy rất vui. Với cái giá cả từ đợt trước này nó tụt đi tầm cỡ khoảng 3 lần là xuống giá, tụt cứ mỗi lần được hơn 10.000 là tụt trúng soát 30.000 đồng rồi. Hiện đến như ngày hôm nay là thấy giá cả và cám bà như thế này thì cũng là người chăn nuôi cũng rất là vô cùng phấn khởi. Theo các đại lý, hộ kinh doanh bán hàng thức ăn chăn nuôi cho biết, hiện giá bán thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn thịt từ 60kg đến suất chuồng giảm còn 14.000 đến 15.000 đồng 1kg. Trong khi đó, giá thức ăn hỗn hợp cho gà cũng được bán từ 16.000 đến 17.000 đồng 1kg. Trước đấy thì thức ăn chăn nuôi là cỏ cáo, chúng tôi bán được rất chi là ít. Nhưng mà đợt này thì cảm xuống rồi thì dân thì lại nhiều hơn. Như vừa rồi chúng tôi bán được 3 tấn, thì tháng này chúng tôi lên được 3 tấn rưỡi, nói chung là cùng cỏ lên dần dần. Hiện nay, các sản phẩm của các doanh nghiệp chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước đều phụ thuộc phần lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ nước ngoài. Do vậy, khi giá nguyên liệu giảm, giá bán các sản phẩm này tại thị trường trong nước cũng được điều chỉnh giảm từ 10 đến 20% so với hồi đầu năm 2023. Trước đây, giá nguyên liệu thức ăn nó rất chi là cao. Có khi là ngô lên đến 9.000 rưỡi, khô đầu đến 17.000 rưỡi một tấn. Nhưng mà thời gian gần đây thì ổn định rồi. Và tất cả các mặt hàng, ví dụ như ngô hay là khô đầu là những cái nguyên liệu chính trong thức ăn, nó giảm là bây giờ còn khô đầu khoảng 14.000, ngô khoảng 8.000. Thì là bà con là được cái giá nó rất thấp. Trong cái giá thức ăn nó thấp thì chăn nuôi nó lại càng mang lại hiệu quả lợi nhuận cho bà con. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, giá thức ăn chăn nuôi các loại đã giảm 3 lần với mức giảm từ 300 đến 1.200 đồng 1kg tùy loại. Cộng với tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm đã được kiểm soát, đây là những tín hiệu khởi sắc để các hộ dân và các cơ sở chăn nuôi lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An tái đàn. Qua đó, tạo đà cho ngành chăn nuôi khởi sắc những tháng cuối năm.